chúng ta sẽ đến với một uh, câu hỏi liên quan đến phần uh, nhị thức Newton và nội dung của câu hỏi này như sau đó là gọi a là hệ số không chữ x trong khai triển nhị thức Newton uh, x bình trừ đi 2 trên căn bậc 2 của x tất cả mũ n và đây các bạn có thể nhìn thấy cách người ta đang khai triển cho chúng ta còn lý do vì sao mà người ta lại khai triển hộ thì uh, thực ra để giúp các bạn cắt nghĩa cái đoạn sau thôi uh, bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy cách khai triển này C0n x bình tất cả một n cộng C 1n uh, x bình tất cả một n n 1 nhân với -2 căn x. Tức là các bạn hiểu là chúng ta đang có hai cái số là x bình trừ 2 trên căn x mà đó x bình đang cái cái số mũ của nó đang à giảm dần, còn anh này thì bắt đầu tăng dần. Đấy. À biết rằng trong khai triển trên tổng hệ số của ba số hạng đầu <laughs> bằng 161. Thì khi khai triển thế này, chúng ta hiểu là đây là cái số hạng đầu tiên. Đây là số hạng số 2 và tiếp đến còn một số hạng thứ 3 mà người ta cho chúng ta biết rằng là tổng các hệ số của ba số hạng đầu đấy nó bằng 161 còn nếu mà người ta không khai triển cho chúng ta ấy, thì chúng ta hiểu là thực ra khi mà các bạn có là a cộng b muốn n thì cũng bằng b cộng a muốn n nên khi khai triển thế này thì các bạn thấy rằng là thực ra có hai cách khai triển nhưng người ta đã cố định cách khai triển này rồi nên là chúng ta phải cắt nghĩa theo cách khai triển này đúng không đấy là lý do vì sao mà uh, người ta đã viết ra cho, cho, các bạn cái cách khai triển tương minh được không ok vấn đề của các bạn bây giờ là cắt nghĩa dữ kiện này ba số hạng đầu bằng 161 và khi các bạn cắt nghĩa được dữ kiện này thực ra là các bạn hiểu là chúng ta sẽ thiết lập được một phương trình chứa n và khi tìm được n thì chắc chắn là các bạn thay vào đây và khi đó việc chúng ta đi tìm ra hệ số không chứa x là không khó vì người ta đang bắt các bạn đi tìm tìm a mà đúng không thì vật phần đầu tiên chắc chắn là phải đi tìm n rồi và thì bây giờ thầy sẽ là xử lý nhanh ba số hạng đầu các bạn có thể nhìn thấy số hạng đầu tiên hệ số của số hạng đầu tiên nó chính là gì nó chính là c không n đúng không cộng này tổng hệ số của ba số hạng đầu mà thì số hạng đầu tiên có hệ số là C0N. Số hạng thứ hai các bạn có thể nhìn thấy phần hệ số là phần mà không dính đến x ấy. Anh này với anh chữ 2. Đúng không? Tức là nó tiếp là chữ 2 nhân với C1N. Còn anh thứ ba thực ra các bạn hiểu là anh thứ ba thực ra anh này là mũ 3 này. Anh này là mũ 2. Anh thứ ba thì nó tiếp theo nếu viết tiếp cái anh số 3 ấy, cộng đây thầy sẽ tiếp nối đoạn này một chút xíu nhé Anh số 3 thì nó là cộng với C2N x bình của n trừ 2 Đúng không? nhân với trừ 2 trên căn x tất cả mũ 2 Đấy, thì cái thành phần mà không dính đến x nó chính là phần hệ số của anh này với âm 2 tất cả mũ 2 như vậy nó thành là 4 4 lần C2N và người ta cho biết rằng là tổng 3 hệ số này cộng lại thì nó bằng 161 Đấy, không nói thẳng nữa thôi vấn đề của các bạn là từ cái anh này các bạn phải đi tìm n ra cho thầy và biết n xong thì thay vào đây thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng còn bây giờ giải anh này thì mọi thứ rất là nhẹ nhàng rồi C0N thì bạn biết là bằng 1 C1N thì bằng N còn C2N thì bạn thấy là cũng rất là quen thuộc N nhân N trừ 1 chia đôi Nhân với 4 như vậy thành là 2 N nhân N trừ 1 Và cho bằng 161 <laughs> Ok và đến đây thì Thầy sẽ được là Có lẽ là thầy sẽ rút gọn 2 Vì từ nó vẫn 1 sang bên kia thì nó bằng 160 Cũng rất là đẹp Thành là N bình này Được không? Trừ 2N Và trừ đi 80 Bằng 0 Có đồng ý không? Từ N trừ 2N trừ 80 bằng 0 Đúng rồi được không? 80 à mà lệch à, lệch hai đơn vị à, hai đơn vị thì à, nó bằng bao nhiêu nhỉ? 10 với 8, rất là đẹp. N đi 10 nhân n cộng 8. bằng 0. Và từ đây thì do à, chúng ta là xét với n thuộc n sao, được không? Nên các bạn sẽ lấy nó bằng 10. Ok. Và khi còn nó bằng 10 rồi thì bây giờ việc chúng ta xử lý đoạn này là không khó. Bây giờ thì thầy sẽ xử lý tiếp đoạn này cho các bạn nhé. Với n bằng 10 thì uh, chúng ta có là x bình trừ đi 2 trên căn x đúng không? Tất cả bằng 10. Thì khi tìm hệ số tự do hay là tìm hệ số của một cái số hạng chứa x bằng bao nhiêu thì cách làm nó có một cái form rồi là các bạn nên uh, khai triển theo cái công thức thu gọn bằng cách là cho một biến k chạy. Hoặc là chúng ta có k chạy từ 0 đến đến 10. Đúng không? Uh, C gì nhỉ? C uh, k 10 Số hạng đầu tiên là x bình và số hạng thứ hai mang cả dấu nó đi trừ -2 trên căn x thì các bạn có là x bình tất cả một gì? à 10 trừ đi k và nhân với à -2 trên à, căn x à, tất cả mũ k. À, đúng được không? Bây giờ thì vấn đề của các bạn bây giờ là phải à gì? À, viết ra cái phần hệ số và gom tất cả những cái phần mà dính lên x, tức là các bạn phải ghi là x mũ bao nhiêu các bạn phải điền ở chỗ này. Và tiếp là cái phần mà không dính lên x thì nó chính là c k10 này. Nhân này trừ -2 mũ k này. Đấy thì phần này là không dính đến x, đúng không? Thực ra nó chính là phần hệ số của x mũ bao nhiêu? Ở đây họ cần là x mũ 0 vì không chứa chứa x mà. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy nhanh, thầy làm tắt đoạn này nhá. Anh này là x mũ 20, 20 trừ đi 2k. Bên dưới là căn x tất cả mũ k tức là k mũ k/2, à, k/2 trên, 2, k trên 2 trừ đi như vậy thành là 20 trừ đi 5K trên 2 Đồng ý không? Vì trừ đi 2K trừ đi K trên 2 là trừ đi 5K trên 2 Và người ta ép các bạn là cái anh này phải bằng 0 Đúng không? Tức là theo yêu cầu bài toán Thì chúng ta sẽ cần phải có là 20 trừ đi 5K trên 2 bằng 0 Vì mình cần là tìm hệ số không chữ X mà Thì cái số mũ này nó phải bằng 0 Và đến đây thì việc chúng ta tìm K là không khó K bằng 8 Ok và khi K bằng 8 thì khi đó các bạn sẽ tìm được A ngay A à, đó chính là cái phần hệ số đúng không? Không chữ x thì đây chính là nó này. Ứng với k bằng 8 các bạn thay vào đây thì nó chính là uh, trừ 2 mũ 8 tức là uh, thành 2 mũ 8 nhân với C 80 đúng không? Đấy, thì đến đây các bạn có thể bấm máy ra cho thầy. C 80 thực ra cũng có thể nhầm được đấy, đúng không? C 80 bằng C bằng 45. Hoặc à, cứ bấm đi. 45 đúng không? C 80 đó chính là C 20 mà. 10 nhân 9 x 2, 45. 45 nhân với 2 mũ 8. 11520. À, nó luôn là nó có luôn, nó chính là đáp án A này. Được không? 11520. Và chúng ta sẽ được đáp án A. Ok, Đấy, rất là nhẹ nhàng. Như vậy bài toán này đầu tiên là các bạn cần phải biết cách giải phương trình này và trước khi giải được phương trình này thì các bạn phải cắt nghĩa chuẩn cho thầy là tổng hệ số của ba số hạng đầu 161. Sau đó thì các bạn sẽ à, sử dụng à, phần à, khai triển nhị thức Newton theo công thức thu gọn. Và đến đây thì gần như nó theo một cái khuôn rồi, dạng toán này cũng rất là cơ bản và các bạn cố gắng nắm à, chắc cái phần kiến thức này cho thầy nhá Đây là một phần kiến thức cũng không khó. Nếu các bạn hiểu được thì những cái bài toán này chúng ta xử lý rất là nhanh. Ok như vậy là thầy kết thúc câu hỏi này ở đây và bây giờ thì chúng ta tiếp tục chuyển qua các câu hỏi tiếp theo. Ở chúng ta sẽ đến với một câu hỏi liên quan đến mảng hình học không gian cổ điển và nội dung của câu hỏi này như sau. Nó cho lăng trụ tam giác ABC A', B', C' có BB' bằng A, góc tạo bởi BB' và mặt đáy ABC bằng 60 độ. Tam giác ABC vuông tại C và góc BAC bằng 60 độ biết hình chiếu vuông góc của điểm B lên ABC trùng với trọng tâm tam giác ABC. Thực ra thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là đề bài đã cho trước cái hình cho chúng ta rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy lăng trụ tam giác lúc này là lăng trụ xiên. Vì cái chi tiết là hình chiếu vuông góc của B lên ABC trùng với trọng tâm. Đây, cho luôn rồi là trọng tâm là điểm G. Vấn đề của chúng ta bây giờ là đề bài yêu cầu là tính thể tích khối tứ diện A phẩy ABC. A ABC. Thực ra thì cái tứ diện A ABC thì chắc chắn là các bạn sẽ nghĩ tới việc chuyển qua B ABC. Vì là khi chúng ta chuyển qua cái đỉnh B phẩy thì cái thể tích nó vẫn giữ nguyên. Vì lúc này là B phẩy A phẩy của bạn đang song song với mặt đáy, được không? Nên các bạn nên chuyển qua B phẩy. Vì khi B phẩy thì các bạn đã nhìn thấy cái chiều cao. Vì đi tính thể tích thì nó dính cái chiều cao mà, được không? Nên chắc chắn là ở đây các bạn sẽ nghĩ tới việc là gì? Là phải chuyển qua gì nhỉ? À, chuyển qua B phẩy ABC. À, ở đây thì chúng ta sẽ cắt nghiến nhanh các cái thông số để bài họ cho. Ở đây chúng ta có là BB phẩy bằng A này. Góc ta bởi giữa BB phẩy và ABC thì nó này nó quyết định ở chân đường vuông góc thì chúng ta lại có trên hình rồi là cái điểm G là hình chiếu vuông góc của A, B' phẩy lên ABC. Như vậy khi đó chúng ta sẽ nối B với G và góc này nó chính là cái góc 60 độ này để này cho này. Tiếp đến là cái tam giác à, này vuông tại C nhé. Vuông tại C các bạn chú ý thầy dùng ký hiệu này các bạn nhìn. Vuông tại C. Và góc này bằng 60 độ. À, đây. Cái góc này bằng 60 độ. Rồi à, thầy phác anh này ra, chỗ này là 60 độ. Đấy là toàn bộ những thông số để này họ cho. Và như thầy nói thì tình huống này chắc chắn là các bạn sẽ chuyển qua thể tích của A', ABC đúng không? Chúng ta sẽ chuyển qua thể tích của đỉnh là đỉnh B' đi. ABC. Vì diện tích đáy là giống hệt nhau. Đúng không? Đáy là giống nhau, đỉnh thì mình chuyển qua thôi. Vì khi đó mình sẽ nối A' với B, B' thì khoảng cách từ A' xuống cũng chính là khoảng cách từ B' xuống mặt đáy. Và khi đó nó chính là chiều cao như vậy, chiều cao giống nhau. Và khi đó thì các bạn sẽ biết là à, đây là thể tích của à, tứ diện hay nói cách khác đây là chính là chóp đúng không? Có đỉnh là B' phẩy thì nó bằng 1/3. Chiều cao nó này nó chính là B' phẩy nhân với diện tích của ABC. Như vậy vấn đề của các bạn cần phải xác định được hai đối tượng <laughs> là đi tính B' phẩy và diện tích ABC. Thì B' phẩy thì muốn tính B' phẩy thì bài toán này xong luôn rồi, B' phẩy thì bài toán này là là rất là nhẹ. Vì bạn biết là chắc chắn là bạn phải gắn vào tam giác B' phẩy GB để các bạn khai thác thông số 60 độ. Tam giác này thì đủ cái thông số rồi cho một góc 60 độ tam giác vuông biết một góc biết một cạnh chắc chắn là tháo được tất cả các đây lượng còn lại nếu chúng ta cần và đây thì chúng ta cần b g như vậy hoàn toàn thầy có thể tháo nhanh b g của thầy à, b phẩy g à? b g thì nó chính là cạnh huyền nhân với sin của 60 được không mà sin 60 thì bằng căn 3 trên 2 như vậy a căn 3 trên 2 xong nhá thông số đầu tiên là chắc chắn ai cũng tính được ở đây thì vấn đề của bạn bây giờ là đi tính diện tích tam giác abc À, tam giác ABC của bạn là tam giác vuông tại C như vậy nghĩ tới việc là chúng ta nên tính theo tính AC với BC nhưng ở đây thì chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ uh, có thêm một thông số về góc thôi vậy chúng ta thiếu một thông số về về độ dài một cạnh vì nếu tháo được một cạnh thì chúng ta sẽ tháo hết các thông số còn lại vậy thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới việc à bài toán này chắc chắn là chúng ta nên mượn cái anh BG để tính vì biết BG thì thầy gọi thêm cái điểm M đây là trung điểm của AC biết bg rồi các bạn thì tính được bm mà biết trung tuyến rồi thì chắc chắn là việc chúng ta tháo các cạnh là không khó chúng ta có thể uh, nghĩ tới việc là gì khi đó biết bm rồi thì uh, các bạn có thể tính cái anh các bạn có thể đặt bc bằng x được không thì hiển nhiên cái anh ac của các bạn cũng sẽ biểu diễn được theo x và bm theo biểu diễn theo x thì khi đó chúng ta sẽ mượn cái anh bm có dòng buộc bởi anh a thì các bạn sẽ tạo ra cái uh, định lý pythagore tức là chúng ta sử dụng uh, hệ thức pythagore vuông tại C và khi đó chúng ta sẽ à, kết dính được cái độ dài chưa biết thầy gọi là x với anh A chúng ta sẽ tìm được x theo A và khi đó thì chúng ta tháo được các cạnh và việc chúng ta đi tính diện tích là không khó đúng không? thì đấy là hướng đi bài toán này nha. OK bây giờ thì à, thầy có thể đặt đi, thầy có thể đặt là BC của thầy là x đi, BC là x nhá, BC là x. Đấy. Thì lúc này à, thầy sẽ cần phải đi tính các cái anh theo x. BC bằng x rồi thì MC của thầy sẽ bằng gì? À, MC của thầy. Nếu thế bây giờ mình cần phải đi tính góc 60 độ à. Vậy tính AC đi. Vậy thì suy ra AC của thầy sẽ bằng gì? AC của thầy. AC thì à, bạn biết là đây là vuông tại C rồi mà góc này bằng 60 độ mình tận dụng góc 60 độ. Thì AC của thầy lúc này là bằng BC nhân cotang 60 vì đây là mối quan hệ giữa hai cạnh góc vuông thì liên quan đến tan và cotang. Ở đây do AC kề với góc 60 độ thì là nhân với cô góc kề Như vậy nó chính bằng BC nhân với cô tang của 60 đúng không? BC thì bằng là x rồi, thầy đặt là x Đấy. Thì nó là x trên Cô tang 60 thì bằng là tang 30 Thì bằng là 1 trên căn 3, x trên căn 3 Đấy. Vậy từ đây thầy sẽ suy ra được MC Vì thầy muốn sử dụng Trong cái tam giác CBM để thầy kéo được cái anh BM vì BM thầy hoàn toàn tính được Đó sau thầy sẽ tính BM như vậy MC của thầy nó sẽ bằng AC chia đôi tức là X trên 2 căn 3. Ok. Đến đây thì thầy sẽ đi tháo cái anh BM của thầy nhé. À, BM của thầy thì bằng là 2... À, BM thì bằng 3 phần 2 BG. 3 phần 2 đúng không? BM gấp 3. BM là 3 phần thì BG là 2 phần tức là 3 phần 2 BG. Mà BG thầy tính được. BG thì nó bằng gì các bạn? BG thì... <cười> <cười> Thực ra lúc này các bạn có thể nhìn thấy góc này là 30 độ này Đúng không? À, thì BG nó sẽ bằng nửa Nửa cái anh BB phẩy Vì trong tam giác vuông Cạnh đối diện với góc 30 độ Thì bằng 1 phần 2 cạnh huyền Đúng không? Thì nó này nó chính là Nhân với A trên 2 Như vậy là 3A trên 4 à, Nếu không các bạn làm như bình thường thôi BG thì các bạn có thể lấy BB phẩy Nhân với cốt góc 60 độ Cốt 60 độ 1 phần 2 Thì là A trên 2 Nó là một thôi Ok và khi đó thì à, xong rồi Và lúc này thì thầy sẽ sử dụng hệ thức Pythagore Chú ý chỗ này nhá Lúc này thầy sẽ được là BC bình cộng với BC bình này. Tức là thầy sử dụng Pythagore. À, cho cái tam giác BCM. BC bình của thầy sẽ bằng là. Cộng với CM bình. Thì bằng gì? Bằng BG bình. À, Đấy. Thì bây giờ thầy sẽ thay hệ thức này. Các bạn chú ý chỗ này nhé. Còn một chút xíu chú thôi. BC bình của thầy nó bằng bao nhiêu? Là X bình này. Cộng này. CM bình. CM bình đây là x bình trên 10 à, mười mấy nhỉ? Trên 12. Thì bằng anh này bình là 19 a bình trên 16. Đồng ý không? Như vậy thầy sẽ được là 13 x bình 13 x bình trên 12, anh này 16 thì giảm bớt cho 4 đi. 3 bằng 9 a bình trên 4. Đồng ý không? Vậy thì từ đây à, ờ, có một chữ bảng là thầy sẽ dành từ đây thầy suy ra được x của thầy <laughs> sẽ bằng bao nhiêu x bình đi sẽ bằng là 9 a bình là 27 27 a bình trên 13 x 14 đúng không vậy tức là x của thầy sẽ bằng bao nhiêu đây 3 phần 2 3 lấy căn đúng không như vậy bằng 3A căn 39 3A căn 39 Trên 13 x 2 là 26 Đầu ý không nhỉ 3A căn 39 Vì thầy nhân thêm căn 13 mà 13 còn 2 Đúng không Ok đúng rồi 3A căn 39 trên 26 Ổn rồi và từ đây thì thầy biết được Độ dài của BC và CA thì từ đây thầy suy ra thêm một chút xíu nữa nhé. Bài này không khó đúng không? BC và uh, CA <laughs> hai cạnh góc vuông. BC thì nó chính là anh x rồi thì uh, thầy ghi lại thôi. 3 căn 39 trên 26. <laughs> CA thì đây, CA của thầy đây. CA bằng x trên căn 3. À C đúng rồi, CA bằng x trên căn 3. Chia cho căn 3 nó như vậy là thành là 3A căn 13 trên 26. Rồi <laughs> à, bây giờ thì uh, à, thể tích Nào bây giờ thể thay vào đây nhá à, Thể thay luôn vào đây chỗ này này Còn một chút xíu bảng này Bằng này 1 3 này BG phẩy của thầy là A căn 3 trên 2 Diện tích tam giác ABC Thì bằng một nửa BC nhân với AC 1 2 Đúng không 1 2 Anh này nhân anh này thầy nhân luôn nhá Nhân luôn đi thì anh này căn 39 với căn 13 thì giảm ước cho 26 thì còn căn 3 bên trên. Thì còn anh này là 2 9a bình căn 3 trên 2. 9a bình đúng không? Căn 3 trên 2. Đồng ý không nhỉ? Vì 26 là giảm ước còn là chia cho 13 mà còn 2. 9a bình căn 3 trên 2. Ok. Và lúc này thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là căn 3 căn 3 với 3 là hết này. À đâu còn một anh 26 nữa chứ. Chết rồi, nguy hiểm. Ai này còn 2, anh 26. 26 x 26 mà. Đúng không? Đúng rồi. A mũ à 9 vậy còn lại là 9 A mũ 3 8 nhân với 26. 8 nhân 26 thì bằng bao nhiêu? 208. 9A mũ 3 trên 208 À đáp án C các bạn ơi Đúng không? Đáp án C nhá Đúng không? Ok à, Như vậy là thực ra bài toán này các bạn thấy rằng là Cái khó nó nằm ở việc là Các bạn à, chưa thấy được các thông số về độ dài ở dưới đáy à, Nhưng chúng ta lại biết được anh BG Và đây chính là cái chìa khóa để các bạn làm và muốn kết dính được cái độ dài chưa biết với anh BG thì các bạn sẽ nên đặt theo một ẩn Ví dụ x thì tất cả những anh sau thì nó sẽ dòng buồn theo X Vì bạn biết là trong tam giác vuông khi biết được một độ dài của một cạnh thì mình sẽ biểu diễn được tất cả những cái anh còn lại theo cái cạnh đó Ở đây thì mình chưa biết mình đặt X và sau đó thì mình sẽ mượn cái thông số BM mình tính được để mình gắn kết thông qua hệ thức Pythagore và sau đó thì mình sẽ tháo được tất cả những thông số dưới đáy thì việc đi tính diện tích là không khó vì thực ra cái mấu chốt của bài toán này là nằm ở cái diện tích dưới đáy thôi còn B G thì là mọi thứ là hiện ra luôn Ok, như vậy là thế. kết thúc câu hỏi này ở đây. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục chuyển qua các câu hỏi tiếp theo nhé Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi liên quan đến phần uh, tích phân. Và nội dung của câu hỏi này như sau. Đó là cho hàm số f(x) uh, cho dưới dạng hai công thức. Uh, công thức đầu tiên là x cộng 1 với điều kiện đi kèm là khi x lớn bằng 0. Và nó sẽ là e mũ 2x khi x nhỏ bằng 0. Và câu hỏi lúc này là đi tính tích phân y cận đi từ -1 đến 2 của f(x) dx có giá trị bằng bao nhiêu? À. Thì uh, thực ra câu hỏi này cũng khá là nhẹ nhàng thôi vì các bạn biết rằng là khi người ta cho fx bởi hai công thức thì chắc chắn là việc chúng ta chọn fx là anh nào thì còn phụ thuộc vào cái khoảng mà chúng ta xét đúng không Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta đang làm việc với trừ 1 2 Đây các bạn có thể nhìn nhé Để xét Chúng ta chỉ xét trên đoạn trừ 1 2 Và trên đoạn trừ 1 này thì các bạn thấy rằng là lúc thì chúng ta có thể dùng công thức này lúc dùng công thức này Vì lúc này nó còn phụ thuộc vào cái điều kiện x lớn bằng 0 và x nhỏ bằng 0 Mà số 0 lại nằm ở đây đúng không vậy tức là chúng ta hiểu là khi đó chúng ta buộc phải chia cái đoạn trừ một hai thành hai cái đoạn và ứng với từng đoạn chúng ta sẽ nhận được các công thức từng với fx cụ thể nếu x lớn hơn 0, thì chúng ta sẽ chọn fx trong tình huống này nó chính là x cộng một đấy còn nếu x nằm trong à, đoạn từ trừ một đến không được hiểu là x đang nhỏ hơn không thì cái fx của các bạn lúc này nó chính là e 2 x đúng không vậy tức là điều này à, Giúp chúng ta nghĩ tới việc là hãy tách tích phân này thành hai tích phân. Và anh này thì chúng ta có tính chất rồi, chúng ta sẽ chèn số 0 tức là chia một đoạn thành hai đoạn. Và ứng với từng đoạn thì các bạn sẽ biết được uh, cái fx nó chọn cái công thức nào. Và lúc này thì việc chúng ta xử lý là không khó, đúng không? Đấy. Ok, như vậy là đầu tiên thầy sẽ xử lý nhanh là thầy sẽ tách uh, tích phân cận đi từ một đến 2 thành tích phân đi từ -1 đến 0 của fx dx. Được không? Cộng với tích phân đi từ uh, 0 đến 2 của fx dx. Thì đến đây là chúng ta sẽ biết chọn fx là anh nào Đây như lúc trước thầy phân tích là trừ 1 đến 0 thì chúng ta sẽ chọn là e 2 x Còn từ 0 đến 2 thì các bạn sẽ chọn nó là x cộng 1 đấy Đến đây thì các bạn có thể bấm máy cũng được Nhưng ở đây thì thầy cho hai à, cái hàm nó khá là nhẹ nhàng Nên các bạn có thể tính nhanh Anh này bằng bao nhiêu các bạn Anh này nó chính là 1 phần 2 E2x đúng không Thế cận trừ 1 0 Anh này thì nó chính là <laughs> x bình trên 2 hoặc là nếu không là x cộng 1 tất cả bình trên 2 cũng được. Được không? Thế cận 0, 2. Hoặc nếu không như thầy nói là các bạn có thể viết theo tách thường là x bình trên 2 cộng với x nó là 1 thôi. Nó là 1. Rồi ok các bạn thay số vào đi. Thì anh đầu tiên thay 0 vào thì các bạn sẽ được là 1. Đúng không? Thay 1 vào tức là 1 phần 2 này. Trừ đi này. Uh, 1 trên 2 e bình Đúng không? Vì e mới trừ 2 mà e mới trừ 2 thì thì bằng 1 trên e bình Đấy. Cộng với thay 2 vào trước thì các bạn được là 3 phần 2, 3 phần 2 trừ 1 phần 2 Đúng không? Thì thành là 1 Đâu nhầm nhầm 5 phần 2 chứ, như vậy là 2 Thì các bạn thay Lại nhầm rồi Khổ quá Anh này là 3 Thay ẩu quá Anh này là 9 9 phần 2 trừ đi 1 phần 2 Được không? Là 4 Quá nguy hiểm Ok và bây giờ thì các bạn sẽ quy đồng lên Các bạn để ý các phương án đưa ra thì chúng ta sẽ quy đồng Ở đây có 2 e bình Bên trên của các bạn nó chính bằng bao nhiêu các bạn? 42 là 8 Được không? Anh này các bạn sẽ được là <laughs> Anh này là thêm nhân thêm e bình này vì 1 phần 2 là 9 phần 2 mà 9 phần 2 là 9 e bình 9 e bình trừ đi 1 trên 2 e bình và các bạn có thể nhìn thấy nó chính là đáp án D à, khá nhẹ nhàng được không <laughs> Ok như vậy là câu hỏi này thì các bạn sẽ cần phải sử dụng tính chất là tách tích phân này và sau đó thì khi tách tích phân xong thì các bạn sẽ biết uh, chọn cái Fx là cái hàm nào và đến đây thì việc chúng ta ra đáp số là không có gì khó cả thầy có thể kết thúc câu hỏi này ở đây và bây giờ thì chúng ta tiếp tục chuyển qua các câu hỏi tiếp theo à, chúng ta sẽ đến với một câu hỏi liên quan đến phần hàm số và nội dung của câu hỏi này như sau Đó cho hàm số y bằng fx xác định trên r và đồ thị hàm y bằng f x cắt trục hoành à, tại ba điểm có hoành độ abc như hình vẽ ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy đây chính là đồ thị hàm y bằng f và nó cắt trục x tại ba điểm lần lượt có hoành độ là a b c các bạn có thể nhìn thấy và thứ tự thì a nhỏ hơn b nhỏ hơn c à, biết thêm là giá trị của EB là một số âm Cụ thể là EB nhỏ hơn 0 Và câu hỏi lúc này là phương trình FX bằng 0 có nhiều nhất bao nhiêu nghiệm Đấy. Vậy thì để trả lời câu hỏi này chắc chắn là các bạn sẽ cần phải nhìn Theo góc nhìn là tương giao của hai đồ thị rồi Đúng không? Vì từ hình ảnh của cái đồ thị Y bằng FX Chắc chắn các bạn sẽ nhìn thấy được dáng điệu của cái đồ thị Y bằng Fx vì từ đây chắc chắn là các bạn phải lập được cái bảng biến thiên và cái bảng biến thiên cho các bạn biết được dáng điệu của đồ thị và khi có dáng điệu đồ thị thì các bạn sẽ đặt câu hỏi xem là cái đường thẳng y bằng không vì nó này nó chính là cái trục thực ra số nghiệm của anh này nó chính là số giao điểm của đồ thị y bằng A x và trục ox đó chính là đường thẳng y bằng không và xem là chúng ta đang cần cái điều kiện để làm sao làm gì nhỉ nó có số giao điểm là nhiều nhất đúng không chúng ta cần xem là và khi có giao điểm nhiều nhất thì uh, chính là cái phần đáp án của chúng ta Lúc này nó tương ứng với số nghiệm nhiều nhất của cái phương trình Fx bằng 0 Nhưng mà vấn đề của thầy lúc này là từ đây thầy sẽ phải suy ra được cho thầy Cái bảng biến thiên, đúng không? Cái bảng biến thiên của cái hàm Y bằng Fx Thì chúng ta sẽ lập nhanh, ở đây chúng ta có là X này Y phẩy này, hay là F phẩy X đấy Và Y này Hay là bằng Fx chỗ này Bằng F phẩy X Trên đây chúng ta sẽ đưa các cái thông số đầu tiên là A, B, C. Đây là ba giá trị làm cho đạo hàm bằng 0. Đúng không? Vì lúc này các bạn có thể nhìn thấy là nếu giải phương trình F phải bằng 0 thì chúng ta sẽ tìm ra các cái giao điểm của đồ thị y bằng f(x) với trụ x đó, ABC. Và ở đây là âm vô cùng dương vô cùng. Các bạn có thể nhìn thấy là các nghiệm này đều là các nghiệm đơn hết đúng không và hiển nhiên qua nó nó sẽ đan dấu và chúng ta sẽ nhìn thấy cái khoảng từ c đến dương vô cùng thì đồ thị đang nằm phía dưới chỗ x tức là nó mang dấu âm anh này dương anh này âm và anh này dương như vậy à, đi lên à, đi xuống đi lên và à, đi xuống ở đây thì chúng ta đây có là fb và người ta cho biết rằng là fb của các bạn đang à, nhỏ hơn không nhỏ hơn không tức là các bạn hiểu là cái đồ thị của bạn đây dáng điệu là nhìn thấy rồi này đây là FA này còn đây là fc này không tức là chắc chắn một điều là cái đường thẳng y bằng 0 của các bạn, y bằng 0 này. Hay ngoài nó chính là trục OX ấy. Nó phải nằm trên cái điểm uh, có tổ là BF0. Đúng không? Và lúc này các bạn nhìn thấy là anh này nếu nếu thầy vẽ trong cái hình ảnh này là đang có bốn giao điểm. Có thể nhiên nếu mà cái đường thẳng y bằng 0 của các bạn lên lên trên tiếp vượt qua đến FC thì nó lại giảm đi còn 3 ba giao điểm thôi. Hoặc là thậm chí lúc này nó còn tùy vào cái FA FC anh nào lớn hơn thì giả sử là FA lớn hơn FC chẳng hạn thì khi đó nó có ba giao điểm rồi lại vượt qua hẳn FA thì thậm chí là cần không có nghiệm và ở đây thì chúng ta cũng đang cần là số nghiệm nhiều nhất đồng nghĩa với việc là số giao điểm nhiều nhất và ở đây thì đây chính là hình ảnh mà các bạn có thể nhìn thấy là số giao điểm nó là là bốn và đây chính là cái tình huống nhiều nhất đúng không và các bạn sẽ chọn đáp án D thế thôi như vậy là các bạn thấy rằng là thực ra cái bài toán này cái quan trọng là các bạn cần phải biết các nghiệm dữ kiện là cái đô thị y bằng f /X thì cho các bạn được cái bảng biến thiên và khi có bảng biến thiên rồi thì chúng ta sẽ nhìn à, số nghiệm phương trình này thông qua số giao điểm của hai đồ thị đó chính là cái dáng điệu của đồ thị y bằng fx và cái đường thẳng y bằng không vì đó chính là trục Ox mà đây bằng không OK được không? Như bạn đã thấy kết thúc câu hỏi này ở đây và bây giờ thì à, chúng ta tiếp tục à, chuyển qua các câu hỏi tiếp theo à, chúng ta sẽ đến với một câu hỏi liên quan đến mảng hình học không gian cổ điển và liên quan đến nội dung về phần à, thiết diện tức là cái phần liên quan đến kiến thức lớp 11 Nội dung của câu hỏi này như sau, đó là cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng A. Gọi EF là lượt là các điểm đối xứng với đối xứng của B qua CD và M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Gọi T là thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng MEF và câu hỏi lúc này là đi tính diện tích S của thiết diện T. Như vậy các bạn hiểu là để tính được diện tích S của thiết diện T thì các bạn phải xác định được cái thiết diện đó là hình như thế nào. Và sau đó thì các bạn sẽ đi tính diện tích. Được. Tức là xác định cái thiết diện đó ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ phát nhanh cái hình ra nhé. À, chúng ta có là ở đây thì uh, thầy sẽ xác định uh, đây đi chia ba phần thẳng đứng lên. Ok, như vậy là thầy có là S này. Xin lỗi các bạn, không phải là S. A đúng không? B C và D. A B C D. <laughs> gọi f lần lượt là các điểm đối xứng của b qua cd tức là e là điểm đối xứng của b qua c vậy tức là các bạn sẽ cần phải kéo dài tiếp anh này đúng không và đây chính là điểm e ở đó c là trung điểm của be <laughs> tiếp bây giờ chúng ta sẽ lại có là f là đối xứng của b qua d vậy tức là Đây. Đây nó chính là điểm F này các bạn. Đúng không? Điểm F. <laughs> Thì ở đây các bạn sẽ có là M là trung điểm có thêm là M là trung điểm của AB. M là trung điểm của AB. Tức là các bạn sẽ có là MA bằng MB. Gọi T là thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng MEF. Tức là các bạn sẽ nối M với E với F Ờ. à <laughs> thì thực ra bài toán này các bạn có thể thấy rằng là thiết diện bài toán này lại rất đơn giản hiện ra luôn đúng không các bạn có thể nhìn thấy cái thiết diện là lúc này thì ME chắc chắn là cắt được anh AC vì là nó đang cùng nằm trong mặt phẳng ABC các bạn nhớ cho thầy là trong không gian hai à, đường thẳng mà cắt được nhau thì điều kiện đầu tiên là nó phải nằm trên một mặt phẳng tức là đồng phẳng thì các bạn nhìn thấy là AC và ME là nằm trong mặt phẳng ABC nên là ở đây nó cắt tại điểm này thấy gọi là điểm H đi chẳng hạn rồi tương tự thì chúng ta cũng có là MF chắc chắn là cắt được anh AD vì nó đang nằm trong mặt phẳng ABD và thấy gọi là K chẳng hạn vậy thì ở đây thiết diện là đã hiện ra luôn rồi các bạn ạ đúng không thầy có thể tô đậm anh này một chút này vậy thiết diện của này nó chính là cái tam giác À, MHK. Như vậy các bạn đã xác định được đối tượng cần tính rồi. Như vậy là diện tích của bài toán này các bạn cần tính hay là S trong tình huống này, đúng không? Nó chính là gì các bạn? Nó chính là diện tích của tam giác MHK. Và vấn đề của các bạn là <laughs> tính như thế nào? Thì các bạn lại chú ý là với một tam giác thì các bạn sẽ đặt câu hỏi là liệu tam giác này có đặc biệt không? Vì nếu đặc biệt chúng ta sẽ có những công thức tính nhanh, ví dụ như là tam giác vuông chẳng hạn thì mình sẽ lấy 1/2 hai à, cạnh tích hai cạnh góc vuông tam giác cân hoặc tam giác đều thậm chí là nếu tam giác đều thì đấy là một lợi thế mà các bạn có luôn công thức được không và chúng ta thử xem là có gì đặc biệt không thì với cái tam giác MHK này thì chắc chắn các bạn đều phát hiện ra rằng là chắc chắn nó phải cân tại M rồi vì vai trò của M MK với MH trong tình huống này là như nhau vì cái, cái tứ diện của các bạn là tứ diện đều nên các mặt là ABD với ABC là bình đẳng điểm EF cũng bình đẳng này đúng không kéo theo là HK sẽ bình đẳng vậy thì chắc chắn là MK sẽ bằng MH rồi <laughs> vậy thì bây giờ vấn đề của các bạn là cần tính thêm anh HK và thử xem liệu HK có bằng MK MH không nếu bằng tam giác đều thì coi như là xong luôn còn nếu không bằng thì thực ra là khi biết ba cạnh rồi thì các bạn cũng hoàn toàn tính được đúng không mà tam giác này tam giác cân thì các bạn có thể hoặc sử dụng Heron hoặc là kẻ thêm cái anh trung điểm tức là từ M dựng vuông góc thì coi như là xong như vậy, vấn đề thực ra mấu chốt của bài toán này là các bạn phải tính được hai cạnh à, đối tượng đầu tiên là anh MH và thứ hai đó là là HK <laughs> thì bây giờ lại các bạn lại phát hiện ra rằng này ở đây HK là các điểm cũng khá đặc biệt nếu các bạn để ý một chút thì h của các bạn lúc này nó chính là giao điểm của hai trung tuyến nếu thầy xét trước tiên thầy xét tam giác A, B, E. thì AC là trung tuyến này EM là trung tuyến này thì có phải là h đúng hay là trọng tâm tam giác A, B, E không và khi đó thì các bạn sẽ có ngay được cái tỷ số là AH trên AC bằng 2 phần 3 Trọng tâm mà Tương tự các bạn cũng lại phát hiện ra rằng là điểm K có vai trò bình đẳng mà Thì khi đó K sẽ là trọng tâm tam giác ABF và tương tự chúng ta cũng có là AK trên AD cũng bằng 2 phần 3 Đúng không? Và khi các bạn lại có này AH trên AC bằng AK trên AD vì cùng bằng 2 phần 3 Đúng không? Thì dần đến là HK của bạn sẽ song song với CD Đúng không? Đấy HK song song với CD thì sao? Thì khi đó các bạn sẽ suy ra được là HK sẽ lại ăn theo cái tỷ số này Nó bằng 2 phần 3 anh CD Thực ra là theo tablet thôi Nó bằng tiếp cái anh HK trên CD <laughs> CD thì bằng A rồi Vì đây là Tứ diện đều cạnh bằng A Như vậy anh này là 2 phần 3A Như vậy là thầy đã tháo xong được anh HK nhé Xong này Vấn đề của thầy bây giờ là tính MH MH thì các bạn có thể nhận ra ngay là Chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ tới việc là gắn vào tam giác nào đó Thì ở đây không có tam giác vuông Như vậy chúng ta nên gắn vào tam giác này này Vì nếu gắn vào tam giác AMH Thì các bạn có đầy đủ các thông số à, MA thì xong rồi này, này. À, a trên2 này A thì lúc trước các bạn vừa chỉ ra là AH thì bằng là 2 phần 3 AC mà AC bằng A như vậy là 2A trên 3 Đúng không? AH bằng là 2A trên 3 Đúng rồi Thực ra cái tam giác lúc trước là AHK của các bạn là tam giác đều đấy Vì góc này bằng 60 độ mà Đúng không? Tam giác đều <laughs> 2A trên 3 Và anh này bằng 60 độ chắc chắn là các bạn sử dụng định lý đi Cốt trong tam giác AMH Như vậy các bạn sẽ có luôn Thầy sẽ tính nhanh như vậy thầy sẽ có là m h bình đúng không? Bằng bình phương của ma bình thầy thay số luôn nhé, a trên 2 tất cả bình. Cộng với bình phương của cạnh ah bình tức là 2a trên 3 tất cả bình, đúng không? Trừ đi 2 lần tích hai cạnh a trên 2 nhân 2a trên 3 nhân cos 60, góc này là 60 vì tam giác abc của bạn là tam giác đều, đúng không? Cos 60 thì bằng 1/2 Ok và từ đây thì bạn được là A bình trên 4 này Cộng với 4A bình trên 9 này Trừ đi 22 22 như vậy là A bình trên 3 Đến đây thì các bạn có thể bấm máy cũng được Hoặc nhẩm nhanh nhá Mỗi thứ chung của này là 36 rồi <laughs> Anh này là 9 cộng 16 25 25 trừ đi 12 là 13 13 A bình Ok và từ đây thì MH của thầy Nó sẽ bằng gì các bạn A căn 13 trên 6 Xong rồi Và đến đây thì các bạn có thể dùng thế này nhá Đây Thầy xét riêng cái tam giác MHK để các bạn nhìn này là MHK là vuông à là, là là cân đây M này HK này để các bạn dễ nhìn được không? thì lúc này các bạn có thể nhìn thấy là anh này biết rồi nhá MH bằng MK mà anh này cũng bằng M MK này <laughs> thì anh này vừa thầy vừa tính xong là a căn 13 trên 6 còn anh này của thầy vừa rồi tính xong đúng không HK là tính rồi vậy thì lúc này thầy xây dựng đường vuông góc đi thầy gọi y đúng không? thì hiển nhiên lúc này là y là trung điểm HK tức là, là cân mà thì IK của thầy nó chính là gì? Nó bằng là HK chia đôi. Như vậy nó bằng là A trên 3. Đấy, thì từ đây thầy suy ra được anh IM ngay. Căn bậc 2 của gì? <laughs> anh này bình trừ anh bệnh này bình tức là 13 A bình trên 36 đúng không? Trừ đi A bình trên 9. Nhẩm nhanh hộ đi nào. 13 trừ đi như vậy là 9. 9 trên 36. À, A bình trên 4 quá đẹp luôn A trên 2 xong hết mọi thứ rồi Như vậy từ đây S của thầy Diện tích bằng 1 phần 2 MI chiều cao vừa tính xong A trên 2 Nhân với IK IK là 2A trên 3 Xin lỗi các bạn là HK chứ 2A trên 3 Và kết quả là bằng A bình trên 6 Đáp số đấy các bạn Và Thử xem nó rơi phương án nào À, đáp án D, các bạn có thể nhìn thấy a bình trên Như vậy là bài toán này liên quan đến thiết diện, nhưng cái việc mà chúng ta xác định thiết diện bài toán này thì nghĩ là không khó. Vấn đề nó nằm ở việc các bạn đi tính diện tích như thế nào, được không? Và lúc này thì một chỗ là các bạn cần phải đi tính được MH, MHK và trước đó các bạn phải phát hiện ra rằng HK là các điểm đặc biệt, được không? Nó đều là các trọng tâm của các tam giác. Ok, như vậy là thấy kết thúc câu hỏi này đây và bây giờ thì chúng ta tiếp tục uh, chuyển qua các câu hỏi tiếp theo nhé. Chúng ta tiếp tục đến với một câu hỏi liên quan đến phần uh, kiến thức về lượng giác và nội dung của câu hỏi này như sau. Đó là số nghiệm của phương trình cốt của P trên 2 chữ x nhân sin x bằng 1 chữ sin P trên 2 cộng x với x thuộc đoạn 0 3 pi là à, đếm số nghiệm của phương trình lượng giác trên một cái đoạn cho trước. Vậy thì đầu tiên các bạn cần phải gì à, biết cách giải phương trình lượng giác này. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy P trên 2 chữ x và P trên 2 cộng x. Chắc chắn các bạn sẽ nghĩ tới việc khử P trên 2 và chúng ta hoàn toàn có công thức khử. Có hai cách khử, Cách một là các bạn nhớ cho thầy công thức liên quan đến hai góc phụ nhau thì các bạn biết là phụ chéo tức là cốt của pi trên 2 trừ x thì nó biến thành sin gì? sin x. Anh này thì các bạn có thể nhìn thấy luôn. Còn hai góc hơn kém nhau 90 độ thì các bạn nhớ là sin nó sẽ ra cốt, cốt ra trừ sin, đúng không? Tang ra trừ uh, cotang và cotang ra trừ tang. Nhưng ở đây thì nó là sin như vậy nó cũng sẽ ra cốt x. Như vậy là coi như xong luôn. Còn cách thứ hai nếu các bạn không nhớ được công thức này thì các bạn sẽ áp dụng công thức liên quan đến tổng và hiệu của sin cốt. Các bạn có một công thức đó là cốt của gì? Của A trừ B thì bằng cốt cốt sin sin Tức là ví dụ là cốt A cốt B Cộng với sin A sin B Thì tự nó sẽ mất Tức là nó sẽ ra sin x cho các bạn Vì đơn giản lúc ngoài các bạn nhìn là cốt của A nhân cốt B Thì chính là cốt của P trên 2 thì anh này bằng 0 này Sin A tức là sin của P trên 2 Thì nó bằng 1 Còn sin B thì nó chính là sin x Như vậy đấy là lý do vì sao mình sẽ có kết quả là sin x Thực ra là các bạn chứng minh lại vì sao nó có cái này thôi Đúng không? Ở đây thầy nghĩ là chúng ta nên dùng cách một Nếu bạn nhớ được thì đấy là một lợi thế mình làm rất là nhanh còn nếu không thì như thế nào là các bạn sẽ áp dụng cái công thức về tổng hiệu của sin cos thì các bạn sẽ khử đi cái pi trên hai ngay. Ok như vậy là lúc này cái anh này của thầy sẽ tương đương. Thầy sẽ dùng cách một nhanh nhá. Như vậy anh này thành là sin x nhân sin x thành sin bình x bằng 1 trừ đi cos x. Đúng không? À, thì đến đây các bạn có thể có hai cách giải. Là các bạn có thể chuyển sin bình bằng 1 trừ đi cos bình. Đúng không? Để ra phương trình bậc 2 với cos. Đúng không? À, hoặc là Tình huống này có lẽ là đấy là một cách giải uh, nhanh nhất Được không? Xin bình chúng ta sẽ chuyển về bằng một trừ đi cốt bình Vậy thì khi đó cốt bình của thầy uh, Ok thầy sẽ làm từ từ để các bạn nhìn thấy chỗ này Bằng 1 trừ đi cốt x Thì đến đây các bạn sẽ được là Cốt bình x Đặt cốt ra ngoài đi Bên trong là cốt x cộng 1 Vì cốt bình bằng cốt x Như vậy phải là trừ 1 Được không? Bằng 0 Như vậy điều này tương đương với Hoặc là cốt x Bằng gì nhỉ? bằng 0 hoặc cos x bằng 1. Cos bằng 0 thì các bạn sẽ tìm thực ra đến đây thì các bạn có thể đếm luôn à, đều là nghiệm đẹp nhỉ, 0,3 pi đây. đây. thầy có thể làm nhanh chỗ này nhá. 0,3 pi tức là đây là 0 này. Bắt đầu thầy sẽ cho để các bạn nhìn nhá. Bắt đầu chạy này. Đây là 0 nhá, bắt đầu thì 0 này. pi trên 2 pi này. 3 pi trên 2, 2 pi này. Đúng không? Để chạy được một vòng tròn lại chạy tiếp nửa vòng tròn. Đấy. như vậy đến đây là 3 pi. Còn đây là mới là pi thôi. Còn đến đây là 2 pi quay lại 0. Đúng không? Đấy. Thì đây <laughs> cố bằng bằng 0. Cố bằng 0 thì các bạn có thể nhìn thấy là cái giá trị cố bằng 0 nó sẽ rơi vào hai cái đầu mút này. Vậy thì chúng ta sẽ được ba nghiệm. Đúng không? Đây là những giá trị tức là nó rơi vào những điểm này này nhưng ở đây thì nó do nó nó đi qua đây hai lần như vậy chúng ta sẽ có ba nghiệm tức là dưới anh này chúng ta sẽ có ba nghiệm ở đây họ cần đếm số nghiệm nên cho ta có thể đếm nhanh ở trên đây nó rất là à, nó rất là tiện được không tiếp đến là cố bằng một cố bằng một thì nó rơi vào đây này các bạn đây là cố bằng một thì nó rơi vào điểm này là một này và điểm này là hai tức là cái tình huống này thực ra nó này nó chính là là không à, này x bằng không này x bằng gì x bằng à, 2 pi này và x bằng tiếp đúng không? 0 với okay. 2 pi, 0 với 2 pi. Ok. Hai nghiệm này với thêm ba nghiệm như vậy kết quả là bằng 5 nghiệm. Vì các nghiệm này là không trùng nhau, Đúng không? Rất là nhẹ nhàng, Đúng không? Còn nếu không thì nhiều bạn có thể giải tường minh ra tìm họ nghiệm rồi chặn điều kiện 0 3 pi, đúng không? Nhưng khi đó thì mình thấy là nó sẽ bị dài. Chúng ta nên có một sự kết hợp linh hoạt với cái đường tròn lượng giác, đúng không? Đường tròn lượng giác. OK như vậy là thấy kết thúc câu hỏi này đây và bây giờ thì chúng ta tiếp tục chuyển qua các câu hỏi tiếp theo.